Sự kiện ra mắt iPhone trên YouTube, Apple đã đạt được gần 2 triệu người xem trực tiếp. Trước đây, Apple vẫn luôn phát sóng trực tiếp các sự kiện trên trang web của mình và ứng dụng Events của Apple TV. Năm nay là lần đầu tiên Apple livestream sự kiện ra mắt iPhone 11 trên nền tảng YouTube của Google, và đó có thể coi là một thành công lớn. Chỉ trong vòng 10 phút sau khi sự kiện bắt đầu, livestream của Apple trên YouTube nhanh chóng có hơn 500.000 người xem trực tiếp. Khi chiếc iPhone 11 được ra mắt, con số này đã tăng lên tới 1,87 triệu người xem. Những năm trước, chúng ta không thể biết được có bao nhiêu người đang theo dõi sự kiện của Apple, bởi thông tin này không được chia sẻ. Nhưng số liệu trên YouTube năm nay cho thấy mức độ quan tâm của người dùng đối với một sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm. Video livestream được nhiều người xem nhất trên YouTube là khi Felix Baumgartner nhảy dù từ ngoài vũ trụ xuống bề mặt trái đất. Với hơn 8 triệu người theo dõi cùng lúc, sự kiện ra mắt Falcon Heavy của Space vào tháng 9 năm 2018 cũng thu hút DUXM livestream sự kiện Apple trên YouTube không bao gồm số lượng người xem trên trang web và trên Apple TV, do đó, con số thật sự có thể cao hơn nhiều lần.